Ủa này, hôm trước bố mới bán được chậu long bàn hổ phục đúng không? Bố cho con vay ít tiền nhá. Bình thường anh nói ít tiền là anh xin không. Còn nếu nói vay là phải từ 9 con số trở lên. Thì con cần tiền có việc. Chứ con có ăn chơi cờ bạc thì đâu mà bố phải lo. Anh thì làm gì có việc gì ngoài trêu chó ghẹo mèo hay quậy phá xóm làng. Gây hậu quả ở đâu cứ nói thẳng cho bố biết. Con cần tiền để trả cho cái Thanh. Mày nợ gì nó? Tóm lại là chuyện lằng nhằng lắm. Bây giờ con nợ tiền của nó ấy, cảm thấy mình ở chiếu dưới không tự tin để tán nó cả. Vay tiền gái thì không tự tin, còn nợ tiền bố thì thoải mái. Thì đương nhiên, bây giờ bố không muốn sớm có con dâu, sớm có cháu bé sao? Tóm lại, bây giờ vay tiền bố cũng được. Nhưng bố có một điều kiện. Mấy cái mẫu ruộng ngoài đồng của bố năm nay cũng hết hạn cho thuê. Cỏ mọc tùm, bố cũng không biết làm gì. Bây giờ anh ra canh tác cho bố, coi như làm thuê trả nợ dần. Vậy nhái thật đấy. Tao vẫn biết đất của bố mày rộng, nhưng mà chơi quả này nó hơi khoai đấy. Đây nó là rừng, không còn là ruộng nữa. Tao có cảm giác là mình bị lừa rồi. Tuyệt vọng. Tao thấy quá tuyệt vọng. Ngược lên. Em muốn mang những gì mình đã học được về cống hiến cho quê hương. Chùa ngoa, đánh đá, yêu vào, ngủ không phải tả được. Cút. Nó học giỏi, ngoan ngoãn, không có điểm nào để chê cả. Mày thì học sốt, ngựa non háu đá. Anh không có cảm giác gì với tôi á, nhưng tôi lại có cảm giác với anh đấy. Cảm giác gì? Ghê tởm. Tao sẽ phải chứng minh cho nó thấy những ưu điểm và giá trị của tao. Chỗ này nhiều máu này, mày tưởng đánh người mà dễ á? Trong tình yêu, ai mặt dày hơn thì người đấy sẽ là người thắng cuộc. Dùng cả thanh xuân để làm một việc mạo hiểm thế này, kể cũng đáng.